Trong thông báo về cuộc tập trận chung hải quân với Nga bắt đầu diễn ra vào ngày mai, 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận này giữa hai bên nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận chung giữa hải quân Trung Quốc và Nga mang tên Liên hợp trên biển 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 27 tháng 12 ở vùng biển phía đông nước này, theo kế hoạch hợp tác quân sự hàng năm giữa quân đội hai nước. Mục đích của cuộc tập trận chung này là thể hiện quyết tâm và năng lực của hai bên trong việc tăng cường cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, duy trì hòa bình ổn định quốc tế và khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga trong thời đại mới. Cuộc tập trận thường niên này dự kiến sẽ bao gồm các nội dung bắn pháo, phóng tên lửa vào các mục tiêu trên không và trên biển, cũng như phối hợp chống tàu ngầm có sử dụng vũ khí. Cơ quan mạng lưới Liên bang Đức mới đây đã buộc phải nâng mức tiêu thụ khí đốt quốc gia từ căng thẳng lên nguy cấp trong bối cảnh nguồn cung khí đốt của Đức đang bị cắt giảm liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine và nhiệt độ giảm sâu trong những tuần vừa qua. Điều này khiến cho nước Đức phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế và theo dõi chặt chẽ hơn nguồn cung cho mùa đông. Mặc dù các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đạt 100% công suất chứa từ đầu mùa đông, nhưng thời tiết giá lạnh bất thường trong tháng 12 đang đe dọa mục tiêu tiết kiệm 20% lượng tiêu thụ so với những năm trước. Tuần trước, nhiệt độ trung bình trong cả nước Đức lạnh hơn 2,7 độ C so với cùng thời điểm những năm trước đó, khiến việc sử dụng khí đốt tăng đột biến và tiết kiệm năng lượng chỉ đạt 12% so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt, cơ quan mạng lưới Liên bang Đức đã nâng mức tiêu thụ khí đốt từ căng thẳng lên nguy cấp. Theo dự báo, kho dự trữ khí đốt của Đức có thể rỗng vào đầu tháng 3 năm tới, nếu mức tiêu thụ giống mức trung bình ghi nhận trong giai đoạn 2018-2021 và Đức trải qua một mùa đông lạnh giá. Các tính toán chỉ ra rằng, chỉ khi nhiệt độ vừa phải trong mùa đông và dự trữ khí đốt vẫn được duy trì, Đức mới có thể vượt qua mùa đông mà không phải tiết kiệm.